bo đấy mà. Chết bay Chết liên tục, bo bay rồi, không chết được, bo cả bay chết hai bay rồi. luôn. Bạn liều thật đó. Chứ mình chạy ra ngoài À, bo nghĩ sao hồi sinh ngoài bo giữa tài năng. Nếu bạn cứ chơi game kiểu đó thì game nó dễ quá rồi. có chân Team quán ủi lúc trước giết rồi thôi. Rồi nãy em giết rồi thôi. Em giết là Leo luôn mà, sao mà. Chưa chưa quán ủi vẫn vẫn còn đây này. Vậy hả? Vừa nãy liên Còn quán quan ủi, đâu. còn quán ủi. Giờ lấy cái đồ trước đã, đây coi còn nước Xem coi gì đấy. không. Được lắm. Để đi chết cho. Dưới này nè, bây giờ bắt đầu là ngay dưới máy bay này là có ba khói nè, hai cục khói nè. Có khói nhưng mà chưa thấy người, chưa thấy người, bộ đánh khói à? À đây đây đây, trên đồi hướng 46. Đây nè. Trăm rưỡi máu rồi, trăm rưỡi máu rồi. Bắn ngay cục đá, bắn đấy. Vậy mà không chết ta. Mà bốn phận đồ. Chân gần lên. Lối sống về lối sống đêm. Về đêm, hồi nãy mình mới bắn người, boss thôi. Em tưởng là boss. Ừ. Chứ thẳng về hướng đó thì nhiều cái bố luôn. Mày chung thủy với chị con chứ. Còn nè, Snip còn ngay đây luôn. Hướng này. Rồi chết bo. Bye bye. Các bạn không để mình giết thì bạn chết bao vậy. Bao nhỏ xíu này nhiều khi còn người chứ. Đó, chết kìa. Kia bắn không bắn em nhỉ, nhiều lắm em 90. Mình sợ có này. Bạn này ninja. Bạn bảo anh bạn là bo đi. Mấy bạn đứng ngoài bo lâu á.
mấy quả kia nhảy lên bật cốp xong rồi lại tắt cốp rồi không bắn liền. Phí ghê. Dạo này tay chân mới ướt quần. Chịu đựng để làm gì? Ai dạ đau. Không biết bạn là gì đúng không? Đây nam nhảy ván đi cho nó khác lại anh nha. Quỷ beo dành hết rồi ạ. Anh có làm gì đâu mà cái quỷ beo dành hết rồi. Mèo mèo shop. Shop chào bạn nha. Hôm nay chó chạy dí gì mà chạy công đức vậy ta. Hiểu chưa? Con vảnh nó tuổi, không biết nó đói nữa không? Anh còn để cơm nó tí đưa con nó ăn không? Này con chó của mình có con chó con nó bỏ cơm mặt nó buồn hiu gà mà vẫn chưa nhiều nữa không không không, không con nhỏ kìa. Ừ nó là con của con Kogi, sắp tới có con Kogi mang lên đây nữa đúng chắc. Nhiều khi mình làm cái trại chó khi lại ngon, vườn rộng tha hồ. biết cái đó. Ừ, ông còn đi thợ hồ thêm để mua đồ nuôi mấy con cún. Em đang đâm đầu nhà bay bây giờ em kêu em mới để ý. Nhà bay trống luôn. 10 triệu dân mới có. Bất ngờ nè. Đâu? Con đâu? Tôi là con người chứ phải là cái gì đâu. Kì. Người chứ phải con vật đâu hả bạn? Bạn cắn nhau cơ. Bạn à? Ôi trời ơi, 03 93 với 03 bạn ạ. Chết thật. Kiểu anh Lâm 2K3 á. Ôi, Lâm nói trên nhóm đó. Được. Khá nhỉ. Cho đi với. Bây giờ bạn nằm ở đây chứ xíu rồi. Được đấy. Đủ đất luôn. Ừ, mới xuống là có hàng nóng rồi. Chúc nha. Ý là nám rồi.
Vì bạn nói biết mít cái này đúng không? hàng nóng. Jennifer, ui Jennifer bắn chó bắn hết sọt luôn, bút này ghê thật. Bè lão gì là lãng tử rồi. Nam chết hết. Nhầm, mi chết hết. Này nhá. Có đang hỏi tiền nè, mọi người. Cứ thì anh nói gì đâu, anh đang khen em mà. Kiếm chuyện không? No, 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 no. Bây giờ khen cũng bị coi là kiếm chuyện mọi người ạ. Biết tôi. Vậy làm người tốt đâu có dễ. Có đạn đâu mà chả lâu. Đạn nặng anh nhiều nha. Vương vấn làm gì? Vương vấn anh không có nhiều. Mẹ không đấy về cái có đạn rồi. Tình cũng tan thôi. Tình tan tính hả? Đây là anh cho 100 viên này. Tiền rồi không? Hả? Thì còn đạn gì em đưa cho? Chị cần em. Cần em với chị rồi, cần rồi. Thơ. Nào không dám nói đâu nữa. Nó sợ mà con lại chim. Đang lại. Chà chà chà. Chứ không là tới nhau từ đời nào rồi đấy. Đó đạn tới kìa, đạn mới bắn kìa. Ú, chi côm. Nói nhặt cho cái chi côm tím. Chi côm của anh hơi bị đẹp luôn. Còn cái nhấp động này mọi người, ai chưa có nè. Theo. Chạm hạt nhân à. Ôi, bật quạt lên nó lạnh cóng người luôn. Chán thật đấy. Bạn ôi bạn ơi đi thôi bạn ơi. Giáp nè bạn lâm mùi giáp lâm mùi vậy thì cắn đi bạn. Coi chừng thính nó rơi u đầu nha. Coi chừng phải đi máy bay đấy. Nhẹp lép cái đầu luôn chứ chứ u. Máy bay kế bên. Nhẹp đầu luôn. Tới rồi. Hóc thôi. Máy bay kế bên. Vừa xuống cái tàng hình luôn. Vậy. Nhìn lớn hả? Đánh tưởng tàng hình. À hồi về đúng không? Đây, lên. Lên này chở đi bắt thằng lẻ này. Đâu, nãy nó ở đâu, ai mới bắn nó vậy? À, tới nhau đi. Tới đặt nặng em ơi, sao quá trời nhẹ không ăn đâu. Ủa nó đón cái thằng mà nhảy dù trước rồi ta. À thôi đi ăn thính này, chở mọi người đi ăn thính này. Thôi cho nó biến đi. Bên trái chuẩn bị bắn nó nè. Ở dưới có. Một nhảy. Hai nhảy.
một phát. Hola. Hello. Hola, hola, hola. Hello, hello. Hello. Nghe nè, nghe nè, nghe nè. Chưa, vẫn nóc mà. Không thấy nào mọi người. Trời đang đặt chắp thì nhưng khi ông xông vào không kịp bắn luôn. Vẫn nửa cây máu. Ủa lại thì đâu lắm hả? Ủa team này thiếu hả ta? Ông team nó đi có hai người à, lão lão với lại lãng tử. À đâu, ở đây có VNA này nè, VNA kit nè, mình bắt rồi mà nóc mà. Em bắt là lia luôn chưa? Có lãng tử hả? Lãng tử hồi trước đi chung. Tôi bắt là lia luôn rồi, tôi bắt cái ấy lia luôn rồi. À vậy ok rồi. Em giết một. Rồi Nam xuống nhặt đồ đi em. Anh một. Anh giết một. Đó. Ui ba đứa hồi sinh. Ôi cái này là người nè. Nè nó ở đây nè. Ngồi biến rồi, biến rồi. Chạy vào nhà này rồi. Gì vậy, bạn này bắn lục mình vậy? Mất giáp rồi á. Đây nè, một ở đây nè. Lô, lão lão. Đây rồi mọi người. Rồi. Iron Man đó là đó là trong tem đó. Đó, trong đây nè. Mình nóc ở trong đó còn máy bay chưa thấy xuống nha. Máy bay té luôn. Máy bay chắc mới hồi sinh nhặt được cái máy bay. Ở đây máy bay này nữa. Mất giáp rồi nha, thanh niên mất giáp rồi. Ấy, nấp đằng sau mới bay à. Out rồi, out game rồi, out game rồi. Thanh niên nó out rồi. Bỏ bò đi mọi người. Bạn làm gì tiêu cực thế, bạn mất giáp cái bạn nào kìa. Bạn chưa có chơi được cốt, bạn chụp không? Em không, anh không, anh Minh Phan thôi. Hôm bữa có anh Nguyên U40 cũng vào, anh nói mà qua bên là anh tài trợ nick cho chơi đấy. Nói anh em nào mà qua là anh lo nick cho mà chơi. Thôi mọi người đi bơi à? Bốt. Súng kìa. Để sao mi lại giết nó. Ui gì. Hóc liền thấy không? Thấy là hóc gấp. Đúng rồi, anh Nguyên U40 á. Bắt rút bắt cấp bắt tuồn, bắt rút bắt cấp bắt bíu. Dỡ bò. Dỡ bò của team.
Phần đi, phần đi, phần đi, phần đi. Bà muốn tìm là nghe. Ô, các bạn đang bắn nhỏ. Giữa bò, giữa bò, giữa bò, đi đi. Thì máy bay tè, máy bay tè, máy bay tè. Có gì nít. Lên đồ một tí anh ơi. Bây giờ nó bắn từ dưới xuống, ở từ trên xuống bất lợi. Cái đồ đó đúng không? Còn hai team. Đi lên với bộ này. Vậy thì phải lên gần sát cái nhà đầu trên ấy. Đất đòi này nè, đất đòi nè. Chứ ở đây anh cũng không có thôi. Bút. Ơi ơi có gì đâu mà thanh anh có hốt đi em trời ơi giàu vậy rồi nhặt còn dư lại 15 viên nữa chết thật tí mà xoáy ông hết 400 viên đạn nó đi anh ký đầu nhặt cho full mới chịu chứ. Ồ, lại đi xuống dưới còn máy bay đi. Mà không được, không được. Tí nữa ở đó nhiều khi bị ép chứ. Ủa, bắn nhau rồi. Cẩn thận con máy bay thôi. Một phát. Ê phụ 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 Bone to smile. Ê trên đồ rồi, trên đồ rồi. Ê bạn này ráng gạt mình làm gì bạn ơi. Trên đồ, trên đồ, trên đồ. Bằng tem đi quá tem bạn nghe. Bạn này ráng gạt mình cho bằng được. Chán thanh niên. Chán các thanh niên. Buồn các thanh niên. Từ Nam ơi. Chung Nam ơi. Gom bố ơi, trước nhà vệ sinh bên trái nhà vệ sinh có một, nó đi máy bay rồi em mở cái bắn viên đạn hả? Ráng đi vào bò trước đi. Chân bên trái nè. Bố mất rồi. Ba bắn hai kìa, đi sát vào đừng để mất người lẩn nhắc. Có một thanh niên chưa bay nha. Anh mới thấy giống như cái mỏm đá bên phải em đó nè. Đó, cục đá đó, anh mới thấy nó lúc đó rồi đó. Cao nữa, Lâm ơi, ném cao vào, ném cao ném xa vào, chứ ở gần không có rồi. Đó, thấy giờ nó ném từ cái tảng đá đó ra kìa. Mi bom chùm lên tới đó đi em. Cứ ở đây em bắn xử lý cũng được. Ép nè. Đi sát đi. Mấy chục rồi em. Được chắc tầm 4-5 cái gì đó. Bên phải đi. Đó. Đẩy lẻ này. Bay đó. Cắn xong chết rồi. Ăn, ăn. Nam mặc bộ đồ đó mà đi không bị dính chân, tiếc thật thế. Đi lệ ra quả đó phải vấp té, sấp mặt heo.
mà tối nay Hòa không chơi hả anh? Tôi có trận gặp gặp Thái, gặp Cần, gặp Milo. Lại gà béo. Có gà đêm đâu. Kia hình như loạn quá hay sao. Đó này gặp tiếp này. Mấy nay mất cảm giác tay. Tay em nắn bóp cái gì hay sao mất cảm giác tay hả? Hay là làm nhiều quá? Làm nhiều quá là không chơi game được đâu á. Gọi là làm, nếu mà làm nhiều á là chơi kiểu chơi bình thường thôi, chơi tấu hài thôi, chứ còn chơi hát là khó lắm á. Châu gốc ạ, để bay trước đi, bay sau. No, no gà. Con gà cũng tắc lá chanh. Có không nhỉ? Có nè mọi người. Nó khu dưới rồi, mình khu trên. Hồ chơi có mất người nha, có kết thúc 6 một team đấy. Ở đây hai team nhá. Để hai team á, em thấy đây hai team. Cứ bình tĩnh nha em. Chỉ líp rồi kìa. Đây nhà này nghèo. Em xin lỗi, hết tàu rồi. Để cứu con nhà phía hai chá có rác. Em lâu shipper nữa kìa. Siêu rồi, em lâu kìa. Đây gặp mặt siêu hả? Mặt siêu chết rồi. Mình đang bắn nhau kìa. Tìm góc ăn hôi thôi. Chứ cái nhà này sao nè. Nhìn xuống kìa. Một chạm. Úi. Dính cái xe ô tô. Ô băng luôn à. Có chân này. Suýt tí nữa là anh ăn của mình rồi. May dừng súng kịp. Hỗ trợ lút.
Con chúa ôi có người dạ tên kìa, vào chơi mà gặp con chúa mà nhân vật khác. Có mà Phong Phong ơi, dạ nhiều lắm, mọi người nói là phải gặp tầm, chắc phải tầm hơn 3 cái rồi. Có cái nick, con nick thì bị ban rồi nên nó tạo nick mới nữa cơ. Mình hấp trận mình nghỉ nha. Mọi người mà thấy nó chạy nhanh là cái là hiểu rồi. Nào, bệnh ăn nằm ngủ nghỉ hả bạn? Đây là mình quay lại mình mới ván này. Đây là máy bay. Mọi người mở chip đi. Mình đi chơi tới 10 giờ thôi. Bị ó họ. Không chip coi chết. 10 giờ 59 giây được không? Bây giờ 01 thôi, không được à. 01 giây. Chết tí nữa là ăn rồi. Tiếp thế. Ok ok em qua đó luôn hả? Ok. Có Shiba rồi. Quê à, dưới chân một nè, ngay con nhà kho nhỏ nè. Sập nhá, sập gân á, sập gân từ từ. Mình thấy cái bóng mình không thấy người nha. Thấy rớt xuống dưới nè. Ok, thấy nhảy rồi. Đâu thế bạn yêu? Bạn này chơi bay luôn à? Ê, phán này. Lấy máy bay nó đi, lấy lại máy bay cũ. Ok ok. Lâm đi một cái là Simba xin sửa lót mình. Ghê ghê ghê. Cái đích đỏ ghê ghê ghê. Tí tí tí. Tránh nè. Nghe giống tiếng súng bên trái nè. Thích ăn thính thẳng hả? Cứ ăn thính giữa mọi người ơi. Kệ cứu cứu lâu quan trọng. Đợt này rất nhiều khi mình phải quảng cáo lại cho em. Cái bếp tát quá.
thắng. Ủa? Sorry, nhìn nhầm. Đi về với bộ đi. Đói chia cho một cái dép, mình còn đi một dép. Đây, đây có một này. Nhanh tay đấy em. Mà cái tính kế đâu mà ơi. Ồ, lên. Nó bắt bốt trước rồi. Một chạm là chết. Bom của anh á. Của sát. Từ. Mất giáp. Tìm khác mọi người, từ từ. Bộ giáp nhỏ nữa, hết giáp nhỏ luôn. Kè bên phải bằng thang. Quack. Thanh niên cầm sniper tắt gì cơ ấy. Kill số 4. Đâu, số 4 là ai? Số 4 là nãy là bạn... bạn Lâm à? Này bạn Lâm số 4 hả bạn Lâm? Không, bạn... em. Em hả? Bạn Hồng Huệ vào kêu yêu số 4. Với trận top 1 rồi em. Cũng tương đối em ơi, chứ anh chạy nhớ. Bye bye Lâm, bye bye không? Ngon nha. Cái xin ba đâu, cho xin ba vào. Ba đâu, vào đi em ơi. Nam kìa, người ta tỏ tình em trên live của anh được chết à. Bồ em đấy anh ơi. Cái này gọi là... Để đi khoe người yêu đúng không? Đi đánh dấu chủ quyền đấy. Ai có bồ đâu mà biết. Hello, đây có người gánh rồi. Mì cứ thoải mái đi em. Ôi quả này hết giáp kia luôn. Đây vừa vào phải cho bay. Hiểu em nhắc là giáp xanh. Còn lại em hết giáp luôn, còn đúng cái giáp động. Làm phải cắn giáp động. Chứ không có ở trên cái mái nhà đó. Ồ tay bị gì mà sướt thôi. Thì ba nay chơi muộn rồi em. À thích nhờ. Hôm nào chở anh đi chơi với. Hihihihi.
Ok, chuyện em bay rồi. Nam bay tốt nè. Ok, để Nam bay cho yên tâm đi. Ai có đồng bồ đâu mà biết tình yêu. Trời ơi, anh về tí vợ anh khiến luôn. Anh bảo không có tình yêu tí vợ anh khiến luôn. Đâu, mi không có tình yêu. Anh biết gì đâu, anh đâu biết gì trong cái câu chuyện này đâu. Ồ, hôm nay mọi người trốn đâu hết rồi ta? Này lại leo tèo ta. Buồn các bạn quá. Đập em chứ đừng đánh em. Gì cha gì hai cái giúp động rồi. Năng suất không mọi người, quá năng suất. Xong cũng có ủa vậy Hồng Huệ đó là Ly Ly đó em Nam hết thật chà. Anh chị vừa like, thôi anh chị chim chuột nha. Đây các bạn ra mình chia giáp ra. Ui, đây còn hai cái này nè. Tốc tử hiếu. Chúng con xe đi chơi đi. Ở bên xe này. Nhỏ quá. No. Nhiều quá. Băng đạn nè, rồi nhấp động nè, mất tử hiếu. Hình như có vẻ em giàu đấy. Tử hiếu. Hai nhầm, hai vàng. Nhiều quá mày. Vãi chuồng ghê. Ừ, nhiều lắm. Có xe máy này. Em còn mỗi một cái nữa, đúng 600 xì nữa. Để lạp vào cho đủ, nhưng mà bây giờ là còn hai. Tôi cố gắng phải hai củ ấy ạ. Thì ở đây làm mà làm hai, em quay lốt khẩu cái gì PWR à? PWR là khẩu gì? À, khẩu giống khẩu bao đúng không? PWR. PWR.
Lấy xe này này. Đi chở. Xe kìa. Khẩu đó anh có rồi nên anh chẳng có quan tâm. Cái skin của anh là cái skin nhiệt hạch cái gì cảm giác nó đẹp hơn. Cái skin lần này ra nhìn nó không có đẹp. Thật sự skin khẩu đó không có đẹp. Rap này hơi bị nhiệt tình luôn. Mi ơi em làm gì ở đó vậy Mi ơi? Tình yêu. Tình yêu của em là mấy con bot đúng không? Rồi. Chết rồi. Em đang làm gì đấy? Tôi chân này em đơn đâu đâu. Ui bắn nhau kìa. Thư ký ba HD nắp chẹo. Mà không không nở té qua đón anh luôn chứ chán thật á. Người bắn nó tít. Điểm bạn luôn. Phải cần điểm chip luôn. Nó còn đồng đội chắc không có ở đây đâu. Đỡ phải đi ăn chip luôn. Có xe tới này. Không ghé lại luôn chứ. Tính anh ơi, đi ăn tính đi. Xe này là gì? Đi ăn tính đi. Nghe thử tính xe đi à. Đang định hỏi có cần anh xuống đẩy phụ xe không? Làm sao? Số 2 làm sao kem? Không, không. Ngoài có bạn công bằng số 2. Hai, à, hai là em chào anh hả? What the lợn? Em lượn đâu nãy giờ mà giờ vào chào? Mang chán. Có, anh có giáp này hả? Anh có giáp động rồi. Ui, anh giàu lắm. À, em thiếu giáp xanh hả? Giáp xanh hay giáp động? Xíu nữa anh cho combo. Ôi, thanh niên kia chết bò kìa. Phải bắn nhau đâu ta? Ngoài làm hết à? Chợ đen à? Úi dồi, các bạn thôi, các bạn chết đúng rồi. Chợ đen thì sống được gì? Người ta chào ok, ok luôn. Ok là ok. Bùm. Giáp này em ơi, giáp này em ơi. Úi dồi ôi. Úi gì bốt nhiều vậy. Ơi. Sorry em thơm quá, không cưỡng được. Người anh vẫn dành mà. Anh có bao giờ nhường mọi người đâu mà em biết vậy. Có đâu, tại nó quý em. Anh có 200 gì thôi. Đây mọi người cho một ít. Này cho hẳn trăm luôn nữa. Em giờ em đại gia rồi á. Để đi mọi người. Đi lại. Hạ gục người kìa. Trong khi tụi mình còn đang đi bắn bốt thì thanh niên đã hạ gục 10. Best Nam Anh kìa. Mới à, thành viên mới à? Lâu rồi mà bây giờ bữa nay em mới thấy tên ông trận. Các bố lạ quá, các bố cũng không có nhắn tin trên nhóm nên chả biết đi tí đây lại đi đâu nữa à. Ở lại chơi.
Đúng rồi, ở lại donate. Úi ôi, cứu được thôi sao kìa, bánh xèo kìa, kìa. Các bạn ơi, không ai đặt tên bánh xe à? Tính này mất. Đó, bánh xe rồi bánh heroin này. Ôi ồ, nó bay mày dĩ thì thua. Nhảy kìa, nhảy một kìa. Nhảy hai, nhảy ba. Múc em, múc em, múc em. Má ơi, thanh niên kia nhảy xuống trong đứng im luôn. Ủa anh nhớ anh cắn gấp to hồi lại cắn gấp nhỏ. Đổi hiểu không? Anh cho nhật xác bạn cái nha. Bạn kia vừa nhảy xuống không đứng im luôn. Không, anh chưa chạm được bé nào hết. Đây. Ok. Chưa thấy ai hết luôn. Tôi bắn ở đây mà. Có bắn mà, vừa bắn bốt ở đây xong luôn mà. Tiếng xe, tiếng xe, tiếng xe, tiếng xe. Xe chạy về xác cũ hay sao kìa. Xe chạy thẳng hướng 160. Xe vừa ngồi rồi. 120, 130. Chính xác rồi. Bắn phía dưới kìa, bắn phía dưới kìa. Trên anh ơi, trên trên trên. Ok ok. Ném gì vậy, ném bom hả? Đủ may nhảy xe. Sọc nha, sọc nha, sọc nha. Còn nữa anh, đưa vào một thằng phong bóng đá. Xe, xe phóng nữa, ok. Đông vậy hả? Sorry nhá, sorry hai bạn kia. Xe hai à?
Gì nè. Ơi em đừng xuống anh. Đủ. Đi đâu luôn. Không cấp gì. Bắn đứt ảo luôn. Ông mà bắn sóc lọ trước em ấy, sao ông ấy biết em ở đấy? Thôi người ta kê mà em. Ông ấy canh trước rồi. Không xài ninja, không xài khiêng thì phải. Mà sao mình bay mà các bạn nó qua mình nhanh ha. Làm chết rồi. Em thấy quả bánh bao hay cái gì ấy. Sao? Đúng quá. Không chắc đâu. Có. Để đi. Airdrop incoming. Đó nhất. Đánh chai, đánh dao. Mình không biết được, mình không biết được, mình không kết luận được ở trên live hay nói. Chỗ nào bắn, bắn. Mình chỉ bảo bắn đấy thôi. Hai, bắn rất là hay. Đợt trước có clan CF, còn đợt trước không có ông bánh bao lúc trước ở trong clan em xong. Tới rồi anh em, đổi súng ngắn không em? Tới ngay bên trái em á. Gheo gà cái quần đùi nha mi. Gheo gà không lấy được tiền. Nô no. Nô hiền à. Gheo rùa. Mình chỉ rùa thôi chứ mình không gà. Đông quá. Có cái vào clan rồi. Hả? Sao em? Bạn nữa vào clan. Ôi trời. Ôi quan tâm bạn gì? Bắn ảo vãi đái bạn. Bắn một phát ba thằng luôn nè. Ui, thế á? Em coi hả? Bánh trai đấy. Không biết được đâu nhá. Bánh trai nhá. Em ở lại em xem. Không không mình bảo một lúc bắn chết ba bạn luôn mà. Các bạn có bảo hack đâu. Kéo gì bắn vui mà. Sao cứ nói chuyện đối cha đâu. Em xem là top 1 luôn rồi hả? Top 1 anh ơi, biết em biết vị trí luôn anh ạ. Chưa gì nữa ra biết vị trí ở bên đấy rồi. Ai à, đợt. Bắn tay bạn kia nhá mà bỏ đồ nó to đùm mà biết tay bạn đấy ở đấy thì em tay to đấy. Ê, quên rồi, phim ba nhảy nha. Tới cho mọi người đâu hết rồi.
Trời mẹ, hết pin rồi, mới đi. Đi đánh răng rồi. Đánh răng nhỉ. Em nói trước bên anh chuẩn bị mưa. Đủ. Vậy á, bên em mưa to rồi hả? Cầm nến chứ nói gì vậy? Ê, bây giờ anh mới đọc lên comment của Ken. Có hát Ken ơi. Lost God Mask là ai mới đổi tên lại ta? Không trả lời, anh khi nào ưu tiên mà em sao nhỉ? Ôi bạn ơi. Bên 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 nó có đang cứu không em? Con lợn này lại qua cứu à? Để ý luôn. Quả đó mình đang bay mà cảm giác hình như giống như là bị kẹt mấy bạn này nè, mình không bay lên cao được nè. Hello, hello bạn Lum. Bữa nay đổi gió. Thay nhân vào tay. Ừ, lâu lâu phải đổi cho em. Nếp có hack người. Bấm bay lên rồi mà bị kẹt, các thanh niên nó kiểu giống như các thanh niên nó nắm chân rồi lại. Từ từ đừng di chuyển nào. Ra đi, di chuyển thì di chuyển ngồi đi nhé. Ê, chuyện này nó nhiều tiếng. Máy bay luôn, có người, có người, có người, có người. Máy bay, máy bay, máy bay. Đó, ngay sát anh em ơi, đừng qua, đừng qua. Cứ đợi đi đã, chưa vội đâu. Cứ để nó bắt bốt các thứ đi. Các anh còn dài mà. Chạy ra to lắm luôn đi, nhìn là chán. Chạy ra khu khác anh, chạy ra khu khác anh, chạy ra khu khác anh, quên để anh lấy nhá. Ờ, My đang ngồi đây rồi. Nó đang canh tác hay sao? Dừng chân đứng. Nó đứng ngay kia bên phải em kìa. Em ơi, nó ngồi ngay đó nó kê tác mà. Nó ngồi đó nó kê tác mà. Chắc ở ngay mấy cái cột trụ cuối cơ. Đi đâu lút hả? Anh em đi đâu lút hả? Tác còn dài mà, nhập đợi đây nè. Cũng tiếng này bắn cũng không gọi là không tốt đâu. Bắn cũng bình thường hoặc là mọi người cứ nhặt đồ đi đã. Ừ, làm bắn nhau tìm khác rồi. Hưng, anh đừng xuống làm gì? Em bảo em xuống mà. Chát đi em. Anh có
chắp ngay chân đi rồi chạy. Rồi anh làm chết à?